Hello, xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với VH Auto 33 Lê Văn Lương. Hôm nay thì Hiếu lại mới về một chiếc xe cực kỳ đẹp các bạn ạ. Muốn giới thiệu ngay cho các bạn. Chiếc này thì là chiếc đến từ nhà Mercedes-Benz. Đây là chiếc GLC 200 4MATIC các bạn nhé. Xe màu đỏ, nội thất đen, biển Hà Nội. Mới về hôm nay, Hiếu cũng chỉ kịp rửa và lên sóng quay cho các bạn luôn. Đây, mời các bạn ngắm qua. Thực ra hôm nay Hiếu về cả chiếc C300 AMG 2020 này nữa. Nhưng mà chiếc này mình chưa rửa nên chưa muốn quay cho các bạn. Chiếc này thì ở biển Sài Gòn. Còn con này là biển Hà Nội các bạn nhé. Màu đỏ nội thất đen. Đây, mời các bạn ngắm qua. Khi các bạn nhìn bên ngoài thì cũng có thể nhận ra chiếc GLC này là chiếc GLC 200 4MATIC. Đấy là bộ mâm la răng. Cũng như các bạn nhìn thì sẽ biết được đầu xe nó sẽ khác một chút so với bản GLC thường. Ok. Đi sát vào nữa thì các bạn nhìn vào logo sẽ thấy cam 360. Đây là cam 360 các bạn nhá. Đèn thì như nhau thôi. 2 tầng. Tất cả đèn led hết. Rất là đẹp các bạn ạ, và thời trang. GLC là một trong những chiếc xe bán chạy nhất của Mercedes-Benz. Trên gương cũng có cam luôn các bạn nhé. Đấy. Rồi, đây là phần đuôi xe các bạn ạ. Màu đỏ nên da nắng rất là đẹp. Là chiếc GLC 200 4MATIC nên là chiếc này dẫn động hai cầu. Dẫn động hai cầu các bạn nhé. Còn đây là bậc bước này. Bậc bước theo xe. Còn một vài chi tiết nó khác nữa so với bản thường thì tí nữa mình sẽ giới thiệu vào bên trong. Rồi, đấy là phần ngoại thất của chiếc GLC 200 4MATIC. Mời các bạn đi vào soi bên trong nhá. Đây là hàng ghế sau các bạn ạ. Hàng ghế sau thì được ốp gỗ sần kèm với bộ loa Boommaster. Đây là hàng ghế sau. Cửa sổ trời GLC 200 thì hai phiên bản đều không có. Chiếc này đã được lộ cánh cửa gió điều hòa cũng như là bộ thảm 3D. Bộ thảm màu nâu, rất là sạch sẽ. Rồi, mời các bạn đi lên hàng ghế trước. Đặc biệt hơn nữa là chiếc này đã được độ cửa hít các bạn ạ. Độ cửa hít. Ni lông còn một vài chỗ chưa hề bóc luôn. Xe đời mới thì các bạn có thể nhận ra đã có lốp sơ cua. Những phiên bản GLC cũ thì sẽ không có lốp sơ cua các bạn nhé. Đấy. Tất nhiên là cốp điện hết rồi. Rồi, đi lên hàng ghế trước. Đây, mời các bạn xem qua ghế trước. Vô lăng mới, nội thất mới rồi. Đặc biệt là được độ thêm này. Cái này được độ thêm các bạn nhé. Có Boommaster độ rất là nhiều. Đây là hàng ghế trước này. Vô lăng tích hợp rất nhiều chức năng. Cam 360 đầy đủ hết. Màn hình rất to và dài. Cảm ứng luôn. Điều
điều hòa đã được độ cửa gió. Đây là các nút điều chỉnh nhanh, con mang cảm ứng. Rồi, đấy là một vòng sơ qua chiếc GLC 200 4MATIC. Hiện Hiếu đang bán chiếc này với giá là 1.880.000.000 các bạn ạ. Xe sản xuất 2020, một chủ từ đầu biển Hà Nội. Mời các bạn đến tại 33 Lê Văn Lương để xem xe, lái thử trực tiếp. Mình sẽ phích mạnh cho bác nào mà thiện chí lấy xe luôn. Xe thì luôn cam kết cho các bạn không đâm đụng ngập nước, lịch sử, bảo dưỡng, bảo hành đầy đủ. Và đặc biệt là hỗ trợ trả góp lên tới 6 năm, lên tới 80% giá trị xe. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn.